Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt được mệnh danh là một Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Với hệ thống giao thông thuận lợi, đầy đủ các loại hình giao thông, đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cửa khẩu quốc tế với nước bạn Lào, cảng hàng không và cảng nước sâu Nghi Sơn, Thanh Hóa giữ một vai trò quan trọng trong việc kết nối kinh tế biển của khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh Bắc Lào. Thanh Hóa cũng là tỉnh đất rộng người đông, với diện tích tự nhiên lớn thứ 5 cả nước, dân số gần 3,5 triệu người, lợi thế về danh lam thắng cảnh cùng hệ thống bãi biển đẹp. Theo các số liệu thống kê cho thấy, Thanh Hóa có môi trường đầu tư tốt, minh bạch, thu hút lượng lớn FDI và là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong thời gian qua. Chính những điều này tạo tiền đề quan trọng để Thanh Hóa đã và đang trở thành một trong những thị trường bất động sản mới nổi phát triển nhất. Đặc biệt, phân khúc tổ hợp các khu đô thị mang tính tổng thể, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, góp phần hình thành bộ mặt thành phố đáng sống bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Paris Elysee nổi lên như một tâm điểm vàng trong lòng thành phố Thanh Hóa. Sở hữu vị trí chiến lược tọa lạc ngay cửa ngõ đông bắc thành phố Thanh Hóa, trải dài trên 285 mét mặt tiền đại lộ Hùng Vương, tiếp giáp cầu vượt Nam Ngạn và đường Trần Hưng Đạo. Dự án có quy mô 4,3 ha thuộc phường Nam Ngạn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, nằm trong quy hoạch khu đô thị mới có tổng diện tích lên tới 62 ha. Từ nơi đây có thể nhanh chóng tiếp cận tới các địa điểm quan trọng gần kề như chợ Đình Hương, bệnh viện đa khoa Hợp Lực, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, siêu thị Bixi, khu đô thị Eurowindow Vinhomes, quảng trường Lam Sơn, Vincom Trần Phú. Paris Elysee cách bãi biển Sầm Sơn chỉ 15 km. Với hệ thống giao thông phát triển nên việc di chuyển tới đây rất dễ dàng và thuận tiện. Paris Elysee sở hữu 178 căn shop house mang phong cách tân cổ điển sang trọng, quý phái. Mỗi shop house đều có hai mặt tiền hướng ra phố đi bộ, quảng trường hoặc đường nội khu. Các căn có diện tích đa dạng từ 68,75 đến 105,94 m², với tổng diện tích sàn từ 260 m² đến hơn 463 m². Khác biệt so với nhiều dự án trên địa bàn, shop house Paris Elysee được thiết kế với phần móng và tường nhà độc lập, khẳng định chủ quyền, tạo sự riêng biệt cho gia chủ, đồng thời tiện cho việc sửa chữa cũng như tránh tranh chấp đáng tiếc. Với không gian sống sang trọng và đẳng cấp, đây là khu đô thị đầu tiên ở Thanh Hóa sở hữu phố đi bộ theo chuẩn châu Âu. Phố có chiều rộng lên tới 37 m, xung quanh là quảng trường nhạc nước, cây xanh, thảm hoa tươi sắc. Ấn tượng hơn nữa, ngay trung tâm phố đi bộ là sự xuất hiện của mô hình tháp Eiffel cao tới 27 m tráng lệ, tạo điểm nhấn đặc sắc. Phố đi bộ được quy hoạch sẽ là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật, festival độc đáo nhằm mang tới cuộc sống cân bằng và thư giãn cho cư dân. Paris Elysee, tâm điểm vàng cửa ngõ đông bắc thành phố Thanh Hóa. Audio Jungle.